Cách làm một cái nơ như này nhá. Đầu tiên là khi mình có vải thì mình may, mình lộn ở giữa này, rồi mình ổi này, rồi mình sẽ làm một cái nơ ha. Thì đầu tiên là mình sẽ gập đôi lại như này, và mình nắm cái điểm giữa này, xong mình sẽ nhấc như này, đấy như này, đó. Thì mình sẽ được một cái như này ha. Rồi bắt đầu mình sẽ điều chỉnh sao cho nó cân đối giữa hai cái này, cân đối giữa hai cái này. Nữa là cái đường nào mà ủi mà lộ ra thế này thì mình sẽ lật về cái đường chính ha, đường chính như này. Đó, mình sẽ chỉnh cái nơ. Dùng dây cuốn quanh, dùng dây chỉ á. Nếu mà dùng chỉ vắt sổ mà nó co giãn á thì nó sẽ ôm chắc hơn. Thế này, thế xong mình cầm hai cái đầu mỗi dây dù chỉ nào cũng thế, cuốn nữa và mình dứt ra. Vậy là mình được một cái nơ ha. Rồi khi mình gắn vào dây hay vào cột hay kẹp, ví dụ như mình có thể là đây, thắt cái này. Đó, mình thắt cái này ha. Mình cắt ngắn bớt này, mình vòng này, vòng hai vòng như này. Mình dán ở phía sau. Rồi dán cái vải hoặc cái dây băng qua. Và khi mà mình thắt cái dây này thì mình sẽ làm được cái này.